Tiếp nối đồng này ngày mới sáng nay sẽ là phần tin thế giới với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hải quốc Mỹ tuyên bố một trong những tàu khu trục của họ đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông vào hôm qua. Một số chuyên gia an ninh phương Tây và Mỹ cho rằng, thủ phạm làm rò rỉ hơn 100 tài liệu tuyệt mật vào tuần trước có thể là một cá nhân ở Mỹ. Thưa quý vị, Hải quân Mỹ tuyên bố một trong những tàu khu trục của họ đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông vào hôm qua. Hạm đội 7 của Mỹ tiết lộ tàu USS Milius đã tuần tra gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tàu đã đi trong phạm vi 12 hải lý của Đá Vành Khăn, nơi Trung Quốc đã xây dựng một đường băng. Trong tuyên bố, hạm đội 7 cho biết tàu Milius đã chứng minh rằng Đá Vành Khăn, một thực thể lúc nổi lúc chìm ở trạng thái tự nhiên của nó, không được hưởng quy chế lãnh hải theo luật pháp quốc tế. Tuyên bố cảnh báo rằng các yêu sách hàng hải của Trung Quốc bao trùm ở Biển Đông đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự tự do hàng hải. Thưa quý vị, hoạt động của tàu USS Milios ở Biển Đông trùng với cuộc tập trận của Trung Quốc xung quanh Đài Loan. Hôm qua, người phát ngôn chiến khu Đông Bộ thuộc quân giải phóng nhân dân Trung Quốc là Đại tá Thi Nghị tuyên bố cuộc tập trận đã kết thúc thành công. Quân đội Trung Quốc cho hai cuộc tập trận kéo dài 3 ngày tập trung vào tuần tra và sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan. Có sự tham gia của tàu sân bay đầu tiên do nước này chế tạo, mang tên Sơn Đồng. Bắc Kinh công bố kèm một video cho thấy tàu sân Đông và các tàu khác điều hướng theo đội hình và máy bay cất cánh từ tàu sân bay trong cuộc diễu tập. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó tuyên bố các hoạt động quân sự này là để trả đũa cuộc gặp giữa lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy vào tuần trước ở Mỹ. Cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận rằng hạm đội Trung Quốc bao gồm tàu sân Đông lần đầu tiên được huấn luyện ở Tây Thái Bình Dương kể từ tuần trước. Cơ quan này cho biết tổng cộng 59 máy bay quân sự Trung Quốc đã được phát hiện quanh Đài Loan trong khoảng từ 6 giờ đến 10 giờ sáng qua. Các máy bay được phát hiện bao gồm máy bay chiến đấu J-15 hoạt động trên tàu sân bay. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến đi không báo đến Belarus và có cuộc gặp Tổng thống Alexander Lukashenko tại thủ đô Minsk. Hãng thông tấn quốc gia BITA đưa tin Tổng thống Lukashenko đã trao đổi với Bộ trưởng Sogu rằng ông muốn Nga đã bảo sẽ bảo vệ Belarus trong trường hợp lãnh thổ bị tấn công. Hãng BITA cũng trích dẫn ông Lukashenko từng thảo luận vấn đề này và nhận được sự đồng ý từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin cũng cho rằng những đảm bảo an ninh như vậy là cần thiết và cần được chính thức hóa. Nga thời gian gần đây tăng cường hiện diện quân sự ở Belarus. Từ cuối năm 2022, một loạt các cuộc tập trận quân sự và các chuyến thăm Belarus của các quan chức cấp cao Nga đã làm dấy lên tin đồn Belarus sẽ tham gia một cuộc tấn công mới vào Ukraine. Tuy nhiên, ông Lukashenko đã liên tục phủ nhận và cho biết Belarus sẽ đáp trả bất kỳ hành vi xâm nhập nào vào lãnh thổ hoặc những nỗ lực kích động tình trạng bất ổn. Một số chuyên gia an ninh phương Tây và Mỹ cho rằng, thủ phạm làm rò rỉ hơn 100 tài liệu tình báo và quân sự tuyệt mật vào tuần trước có thể là một cá nhân ở Mỹ thay vì một đồng minh. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Michel Moroy, cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, cho biết Mọi sự tập trung đang dồn về việc đây là một vụ sò rỉ từ Mỹ do rất nhiều tài liệu bị lộ chỉ có trong tay Mỹ. Các quan chức Mỹ cho hay cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu. Sự việc được cho là một trong những vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng nhất kể từ vụ việc hơn 700.000 tài liệu, video và thông tin ngoại giao xuất hiện trên trang web Wikileaks vào năm 2013. Vụ rò rỉ lần này đã hé lộ nhiều thông tin chi tiết từ hệ thống phòng không của Ukraine ước tính thương vong trong xung đột Ukraine cho đến cơ quan tình báo Mossad của Israel. Các tài liệu được xếp loại tuyệt mật và mật cho thấy chúng là những thông tin tình báo rất nhạy cảm của Mỹ. Một số tài liệu được đánh dấu no phone có nghĩa là chúng không thể được cung cấp cho người nước ngoài. Hôm qua, Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc rằng Nga đứng sau sự cố rò rỉ này khi được hỏi về những cáo buộc rằng Moscow chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Peskov nói, Bạn và tôi đều biết rằng trên thực tế có một xu hướng là luôn đổ lỗi cho Nga về mọi thứ. Nói chung, đó là một căn bệnh. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng Washington đã theo dõi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Peskov, người gọi vụ rò rỉ là khá thú vị, nói rằng không thể loại trừ khả năng đó. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này đã ký thỏa thuận trị giá 1,44 tỷ setco, tương đương với 400 triệu đô la Mỹ, để bán tên lửa chống tăng BICE cho mỹ Hy Lạp. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Israel đạt được thỏa thuận có giá trị tương đương cung cấp hệ thống phòng không cho Phần Lan. Spike là loại tên lửa chống tăng có gắn thiết bị cảm biến dẫn đường do nhà thầu quốc phòng Rafael thuộc sở hữu nhà nước Israel sản xuất, được nhiều nước liên minh châu Âu và tổ chức hiệp bức Bắc Đại Tây Dương NATO sử dụng. Bộ trưởng quốc phòng Israel, Raf Galant nhấn mạnh, thỏa thuận trên củng cố mối quan hệ giữa các quốc gia. Về phần mình, giám đốc điều hành của Rafael ông Raf Harv cho biết loại tên lửa Spike sẽ mở rộng danh mục các công cụ tác chiến của quân đội Hy Lạp và bày tỏ hy vọng tăng cường quan hệ với nước này thông qua các hoạt động hợp tác chiến lược trong thời gian tới. Tuần trước, nhà thầu Rafael cho biết họ sẽ cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến David Sealing cho Phần Lan sau khi nước này chính thức gia nhập NATO vào ngày 4 tháng 4. Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, thì vào khoảng nửa cuối tháng 4 này, Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người. Ấn Độ tiến hành điều tra dân số cứ 10 năm một lần. Kết quả vào năm 2011, dân số ở quốc gia này là 1,21 tỷ người. Đến năm 2021, Ấn Độ không thể điều tra dân số do đại dịch Covid-19. Đến nay, nước này vẫn chưa tiến hành điều tra quy mô lớn do những thách thức về kỹ thuật và hậu cần. Tuy nhiên, theo cơ quan nhận diện Ấn Độ, tới đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, phần mềm đã cập nhật dân số nước này đã chạm ngưỡng 1,3 tỷ người. Nhưng trên thực tế, con số này là 1,37 tỷ người. Trong khi đó, cuối năm 2022, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết dân số nước này đã giảm khoảng 850.000 người, mức giảm lớn nhất kể từ năm 1961, trong năm, lượt tìm kiếm bình sữa trẻ em tại Ấn Độ tăng 15% và nuôi tăng gấp 5 lần so với năm 2021, trong khi các lượt tìm kiếm tương tự trong cùng thời gian tại Trung Quốc, lần lượt giảm 17 và 30%. Trước sự chênh lệch này, Liên quốc dự báo vào khoảng nửa cuối tháng 4 này, Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, với hơn 1,4 tỷ người. Sự bùng nổ dân số đang đặt ra những thách thức lớn đối với các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ trong việc cung cấp tiện nghi cơ bản, dịch vụ y tế xã hội khi lực lượng lao động trẻ ồ ạt di cư đến các khu vực đô thị. Tổ chức cứu hộ SeaQuest si đang tìm cách giải cứu khoảng 400 người di cư đang trên biển Địa Trung Hải sau khi con tàu chở họ trôi dạt từ Chủ Nhật. Một máy bay ở khu vực lân cận đã ghi lại cảnh chiếc thuyền trôi nổi giữa Hy Lạp và Manta và gửi nó cho tổ chức phi chính phủ của Đức tổ chức đặc biệt ủy thác các tàu giải cứu người di cư. Tuy nhiên, người phát ngôn của tổ chức tuyên bố rằng Manta đã ra lệnh cho hai con tàu của họ trong khu vực không giải cứu người di cư trên tàu ngoại trừ cung cấp nhiên liệu cho tàu. Trong khi đó, 18 người vẫn mất tích sau khi một chiếc thuyền bị chìm ở địa Trung Hải hôm thứ Bảy. Một tàu cứu hộ của Đức đã cứu được 18 người di cư đến nơi an toàn ở vùng biển Manta. Họ được cho là người di cư từ bờ biển Nga, Guinea, Cameroon và Senegal xuất phát cùng ngày từ cảng ở Tunisia. Chuyển sang phần tin các thưa quý vị, đã 2 tháng sau trận động đất tàn khốc ở biên giới tự Nhĩ Kỳ, Syria, những người sống sót sau thảm họa vẫn đang sống trong sợ hãi vì thảm họa luôn trực chờ. Sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 6 tháng 2 làm hơn 54.000 người thiệt mạng, đến nay hàng ngàn trận động đất nữa được ghi nhận thêm ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người sống sót sau trận động đất kinh hoàng hôm 6 tháng 2 hầu như không ngủ. Những người khác sợ ở trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều người khác ám ảnh sạt lở đất đã hình thành nỗi sợ đối với những ngọn núi từng là nguồn hạnh phúc của họ. Họ âm thầm gánh chịu hậu quả kéo dài của thảm họa đã giết chết hơn 54.000 người hai tháng trước. Nhân viên bảo vệ Kuma Chobi cho biết cuộc sống của anh đã bị đảo lộn. Tôi không dám ngủ nướng, tôi đi ngủ lúc 3 giờ sáng và thức dậy lúc 5-6 giờ, nhất định không muộn hơn. Con trai tôi cũng vậy, nó ở Antalya và quay lại với tôi được một tuần. Nó thức giấc nhiều lần và la hét vì động đất. Trận động đất ngày 6 tháng 2 đã làm hư hại hơn 100.000 tòa nhà và gây ra hơn 10.000 vụ sụp đổ. Bác sĩ tình nguyện Ebrab đã cố gắng chữa lành nỗi đau bằng cách lái xe quanh khu vực thảm họa với một cốp xe đầy thuốc và một cuốn sổ tay để ghi lại cảm xúc, anh nói. Ba chứng rối loạn tâm thần thường gặp nhất là phản ứng căng thẳng nghiêm trọng, phản ứng đau buồn liên quan đến mất mát và cuối cùng là các bệnh tâm thần cũ của bệnh nhân được đánh thức sau trận động đất. Ngoài ra, những cư dân ở các thành phố lều này còn có các triệu chứng của chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Vào ngày xảy ra thảm họa, em bé của Seji Dudley mới được 15 ngày tuổi. Người phụ nữ 22 tuổi này cho biết, động đất thỉnh thoảng vẫn xảy ra nên rõ ràng là bạn cảm thấy sợ hãi, và nó không thực sự dành cho tôi và cho con tôi. Chúng tôi rất lo lắng. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, 3 triệu người đã phải di dời do trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều người trong số họ đang chịu đựng các triệu chứng của rối loạn stress sau sen chấn. Từ ngày 6 tháng 2 đến nay, đã có hơn 10.000 rung chấn được ghi nhận làm dịch chuyển Thổ Nhĩ Kỳ 3 mét.